Kính chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự tối của truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 10 có những thông tin đáng chú ý, chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp. Chị Lưu Thị Ngọc Anh tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Cần Thơ khóa mới. Công ty cổ phần thương mại dầu khí Nam Sông Hậu cố gắng đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất tiêu dùng tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Xếp hạng lần 2 cho sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ, 8 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, 10 sản phẩm xếp hạng 3 sao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì hội nghị. Thưa quý vị, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 để xem xét thảo luận cho ý kiến các tờ trình đề án báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Tại hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện vào các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 đến năm 2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. Trung ương thống nhất ban hành kết luận về kinh tế xã hội năm 2022-2023, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho năm 2023. Trung ương thống nhất ban hành kết luận của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trung ương nhất trí cần phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, đúng đắn, đồng bộ hơn, và đã thông qua nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương. Thống nhất để ba đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự, để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu phê chuẩn các chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hôm nay, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội có sự tham dự của 242 đại biểu đại diện cho ý chí, khát vọng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tuổi trẻ toàn thành phố. Và dự phiên trọng thể sáng nay 14 tháng 10 có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 9, cùng lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ qua các thời kỳ và lãnh đạo một số tỉnh đoàn bạn. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ đoàn viên thanh niên, sự lãnh chỉ đạo kịp thời của cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nổi bật đã trồng 425.000 cây xanh, hoàn thành và đưa vào sử dụng 100 cây cầu hy vọng tại quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và nhiều công trình đường, tuyến đường thắp sáng quê hương, tuyến phố văn minh. Đặc biệt, tuổi trẻ thành phố đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo cùng với các cấp các ngành đẩy lùi dịch bệnh. Điểm nhấn là mô hình chốt khai báo, bếp ấm, chuyến xe yêu thương, hành trình kết nối yêu thương, chợ online. Ban Bí thư Trung ương Đoàn vui mừng nhận thấy rằng cùng với sự thành tựu chung của thành phố, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Cần Thơ đã có những bước phát triển mới, đạt được những thành quả nổi bật với những kết quả phong phú và đa dạng trên tất cả các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi chỉ xin nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận xem xét quyết định. Thứ nhất, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đoàn viên thanh niên,
đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhiên, triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng. Đoàn cần chủ động đề xuất tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc huy động các nguồn lực xã hội trong triển khai các hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên, đơn vị học tập, làm việc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Cần Thơ đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát là xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới, phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự hào dân tộc, có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thanh niên. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 37 thành viên. Ban thường vụ gồm 11 thành viên. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn toàn quốc gồm 15 thành viên và 4 đại biểu dự khuyết. Chị Lưu Thị Ngọc Anh tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành đoàn Cần Thơ khóa mới. Anh Lâm Văn Tân và anh Trần Việt Tuấn tái đắc cử Phó Bí thư Thành đoàn. Mỗi đại biểu chính thức của đại hội hôm nay sẽ là một tuyên truyền viên tích cực cho nghị quyết đại hội đoàn và trong để chào mừng cái thành công kết quả của đại hội đoàn thành phố và chào mừng lập thành tích chào mừng đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 thì ban thường vụ thành đoàn sẽ phát động tuần lễ tuổi trẻ Cần Thơ hành động vì Cần Thơ thân yêu gồm có các cái nội dung về các cái hoạt động an sinh xã hội, trồng cây để tham gia phòng chống biến đổi khí hậu cũng như là tổ chức ngày hội tôi yêu Cần Thơ. Đoàn phường sẽ xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đoàn thành phố Cần Thơ bằng các kế hoạch cụ thể hàng năm, chủ yếu là các công trình phần việc thanh niên. Thay mặt lãnh đạo thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy gửi đến đại hội bức trướng với nội dung: tuổi trẻ Cần Thơ đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo. Dịp này có 26 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Trung ương Đoàn, 16 tập thể và 19 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 và thành tích trong các hoạt động xã hội. Tiếp tục chương trình với thông tin liên quan đến tình hình cung cấp xăng dầu, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, Cục Quản lý Thị trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu vừa làm việc với các thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo các thương nhân phân phối, có 4 vấn đề khó khăn hiện nay. Đó là chiết khấu xăng dầu thấp, thiếu nguồn hàng, việc điều chỉnh giá cả và điều hành chưa linh hoạt. Đa phần các thương nhân đều thiếu nguồn vốn xoay sở do đã lỗ trong kinh doanh. Ngành chức năng đề nghị các thương nhân báo cáo cụ thể và đăng ký sản lượng cung cấp ra thị trường hàng ngày, hàng tuần để ngành công thương trực tiếp liên hệ các đầu mối nhờ hỗ trợ kịp thời để cung cấp cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp không thực hiện đúng các quy định về kinh doanh xăng dầu, ngành chức năng cũng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi vào sáng nay tại tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu, tọa lạc tại lô 2.7 khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, thuộc công ty cổ phần thương mại dầu khí Nam Sông Hậu, thì đơn vị này vẫn đều đặn cung cấp xăng dầu cho hơn 120 xe bồn mỗi ngày. Đại diện công ty cho biết mặc dù Nam Sông Hậu Petro đang gặp khó khăn bởi tình trạng mua hàng giá cao, bán giá thấp, nhưng công ty không thể thiếu hụt xăng dầu trong hệ thống phân phối. Cụ thể mỗi ngày, tổng lượng xuất kho trung bình hơn 1.000 mét khối. Bên cạnh đó, các tàu xăng dầu trọng tải lớn cũng thường xuyên cập cảng thuộc tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu để nhận hàng. Nam Sông Hậu Petro cũng hỗ trợ các thương nhân đảm bảo ổn định lượng xăng dầu để phục vụ sản xuất tiêu dùng tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Vào sáng hôm nay, chiều cường tại thành phố Cần Thơ đã rút dần và theo ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi, một số tuyến đường nội ô đã không còn chìm trong biển nước như mấy ngày trước nữa. Trong khi đó, thì Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cho hay, vào trưa nay một cơn áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 có tên quốc tế là Sonka, đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Theo đó, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8 và cấp 10, biển động rất mạnh.
Trên đất liền, từ chiều tối nay, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định cần đề phòng nước dâng cao 0,2 đến 0,4 mét, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển. Thành phố Cần Thơ nằm ở rìa xa phía tây nam của hoàn lưu cơn bão số 5 nên dự báo ít mưa, trời có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Thưa quý vị, ngay sau khi triều cường tại thành phố Cần Thơ có dấu hiệu xuống thấp và nước đã rút tại một số tuyến đường nội ô, thì các địa phương bị ảnh hưởng ngập sâu đã bắt tay vào tổng vệ sinh, thu gom rác, dọn dẹp nước đọng để làm sạch môi trường và phòng ngừa dịch bệnh. Ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, mấy ngày nay, ngập sâu nhất là các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Mậu Thân và các tuyến hẻm. Khi nước rút, địa phương này triển khai ngay kế hoạch tổng vệ sinh môi trường. Ủy ban dân phường cũng chỉ đạo cho ban dân, các bộ phận chuyên môn, nhất là bộ phận địa chính, phối hợp với nhau để đi kiểm tra các tuyến đường, các tuyến hẻm trên địa bàn, đảm bảo cái vấn đề vệ sinh môi trường chung. Tại quận Bình Thủy, các phường, nhất là những nơi bị ngập sâu, cũng khẩn trương tổng vệ sinh môi trường để đảm bảo cảnh quan và phòng ngừa dịch bệnh. Sau khi nước đã rút thì sáng nay thì trạm y tế kết hợp với 5 khu vực là đi từng ngõ để vận động bà con là quét dọn dẹp sạch sẽ ba cái gác và những nơi ứ động để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Chúng tôi cũng chỉ đạo các cái phòng chuyên môn phối hợp cùng với trung tâm y tế quận và ủy ban dân các phường là tăng cường cái công tác là dập dịch bằng cái hình thức là khai thông cống rãnh rồi phát quang bụi rậm. Rồi là có cái vận động tuyên truyền của người dân ý thức để chúng ta đảm bảo làm sao là nước sạch. Trong con nước rằm tháng 9 âm lịch, Ninh Kiều và Bình Thủy là hai quận có nước ngập sâu, chủ yếu là khu dân cư, đường giao thông, các tuyến hẻm thấp. Đây là hai địa bàn có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều hơn so với các quận huyện khác. Do đó đợt này, ngoài việc tổng vệ sinh môi trường, ngành y tế và phòng tài nguyên môi trường còn phối hợp xử lý tình trạng nước đọng, không để lăng quăng sinh sôi gây bệnh. Phòng cũng đã phân công cán bộ theo dõi cũng như là giám sát, kiểm tra, xử lý ngay các trường hợp gặp nghẹt, tập trung nhân viên quét dọn rồi thu gom vận chuyển rác kịp thời. Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, thu gom rác, diệt muỗi, diệt lăng quăng sau đợt triều cường, góp phần đảm bảo cảnh quan và sức khỏe người dân. Thưa quý vị, theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, đến ngày hôm nay, thành phố đã giải ngân hơn 3.438 tỷ đồng vốn đầu tư, đạt 44,9%, tăng 0,9% so với hôm qua. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn do thành phố quản lý đạt 35,7%, tăng 1,1%, vốn do quận huyện quản lý giải ngân đạt 76,7%, tăng 0,3%. Vâng ạ, còn bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào sáng nay, Hội đồng đánh giá và xếp hạng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị đánh giá và xếp hạng lần 2 cho 18 sản phẩm OCOP của 12 chủ thể trên địa bàn quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chủ trì hội nghị. Theo đó, 18 sản phẩm của các địa phương được đề xuất tham gia đề nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP gồm 6 sản phẩm của quận Thốt Nốt, 7 sản phẩm của huyện Cờ Đỏ và 5 sản phẩm của huyện Vĩnh Thạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã trực tiếp tham gia đánh giá sản phẩm, thảo luận kết quả và chấm điểm xếp hạng sản phẩm với các tiêu chí về đầu tư chất lượng, mẫu mã, nhãn hiệu. Kết quả có 8 sản phẩm được xếp hạng 4 sao, 10 sản phẩm còn lại xếp hạng 3 sao. Sản phẩm đông trùng hạ thảo sấy khô Thăng Qua của công ty trách nhiệm hữu hạn đông trùng hạ thảo Cờ Đỏ Quấn Xoa đạt điểm cao nhất với 80 điểm. Vào sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Thốt Nốt tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch Tết Quân dân năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện các sở ban ngành thành phố và quận Thốt Nốt. Tết Quân dân năm 2023 sẽ được tổ chức tại quận Thốt Nốt với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết và chung tay xây dựng nếp sống đô thị văn minh. Nội dung hoạt động Tết Quân dân năm nay tập trung tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, tuyên truyền các luật hiện hành, tuyên truyền nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Thực hiện các công trình tại phường Thạnh Hòa như xây dựng cầu, nâng cấp mở rộng đường, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Đối với công tác chính sách, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn,
xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội và các hoạt động phong trào khác. Sau khi triển khai kế hoạch, dự kiến lễ xuất quân thực hiện các công trình sẽ diễn ra trong tháng 12 năm nay và từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023 sẽ diễn ra các hoạt động cao điểm chương trình Tết Quân Dân năm 2023. Thưa quý vị, chiều nay, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm hoạt động mô hình xe chuyển bệnh nhân đạo dựa vào cộng đồng của Hội Chữ Thập Đỏ. Bà Quỳnh Thị Xuân Lam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đến dự. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu là lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ, Ban điều hành, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ các quận huyện chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay, mô hình mới, phương pháp vận động, hoạt động của các xe chuyển bệnh ở địa phương. Hầu hết các xe chuyển bệnh hoạt động trên tinh thần nhân đạo, từ thiện, không thu nhận chi phí hay bất cứ khoản thù lao nào của bệnh nhân và thân nhân người bệnh. Các tình nguyện viên tự nguyện lái xe không hưởng trợ cấp. Kinh phí hoạt động của các xe chuyển bệnh do Hội Chữ Thập Đỏ các cấp vận động các mạnh thường quân và nhà hảo tâm. Các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn hiện nay là các xe chuyển bệnh phần lớn đã cũ, được quán cải từ xe khách nên chỉ hoạt động trong phạm vi thành phố, không chuyển bệnh nhân đi những bệnh viện tuyến trên được, cũng như hiện các trang thiết bị của xe chuyển bệnh còn sơ sài hoặc không có, ảnh hưởng phần nào trong việc sơ cấp cứu. Đồng thời cũng mong muốn Hội Chữ Thập Đỏ các cấp quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện cho các tình nguyện viên được tập huấn kỹ năng quản trị, quản lý điều hành sơ cấp cứu, lái xe. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, ekip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã phẫu thuật điều trị thành công cho một bệnh nhân bị bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản nhiều năm liền. Bệnh nhân này đã vượt đường xa từ tỉnh Lâm Đồng đến Cần Thơ để được chữa trị, bởi nghe nói các bác sĩ có chuyên môn giỏi điều trị được căn bệnh này. Bệnh nhân tên là Nguyễn Thành Huyên, 27 tuổi, ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nhiều năm qua thường xuyên bị nôn ói. Mặc dù đã đi điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh với chẩn đoán bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản nhưng vẫn không thuyên giảm. Biết được tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ có bác sĩ giỏi chuyên môn về căn bệnh này nên bệnh nhân đã tìm đến. Em thì em bị trào ngược thực quản được 6 năm nay rồi. Triệu chứng là em bị đau ngực, khó thở, ăn không tiêu, thì ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều. Tình cờ em biết được là ở Bệnh viện Cần Thơ có bác sĩ Phú là có phẫu thuật chữa trào ngược dạ dày. Cho nên là em liên hệ tới đây để khám chữa. Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cũng chẩn đoán bệnh nhân Huyên bị chứng trào ngược dạ dày thực quản và chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Sau hơn một giờ, ekip đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân. Qua gần 2 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã hết bị ở chua cũng như hết các triệu chứng khó chịu trước đây. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản nó đa số là điều trị bằng nội khoa. Tức là khoảng hơn 95%, tức là thay đổi lối sống, rồi ăn những cái thức ăn dễ tiêu, nó ít ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa. Rồi trường hợp mà nặng hơn nữa thì chúng ta dùng thuốc trung hòa dịch vị, thuốc giảm tiết axit của dịch vị. Đối với trường hợp mà dùng thuốc nó chưa có hiệu quả thì chúng ta có thể điều trị bằng cái nội soi. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp chúng ta đã điều trị nội khoa, nhưng mà không hiệu quả thì những trường hợp đó chúng ta cần phải đặt vấn đề là điều trị bằng phẫu thuật. Theo các bác sĩ, bệnh trào ngược dạ dày thực quản khá phổ biến, chiếm từ 5 đến 10% tỷ lệ dân số. Triệu chứng chính của bệnh là ở hơi, ở chua, nặng thì gây ói, có khi gây đau họng, đau rát sau xương ức. Nặng nữa là gây ho, khó thở cho bệnh nhân và bắt buộc phải phẫu thuật như trường hợp của bệnh nhân trên. Qua theo dõi thì chúng tôi cũng thấy những trường hợp phẫu thuật là nó cho kết quả rất là khả quan. Có những trường hợp là hết khoảng 90% cái triệu chứng của bệnh, nhưng mà trường hợp nào ít nhất thì nó cũng giảm khoảng 30 đến 50% của bệnh. Đến nay Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã điều trị thành công bệnh trào ngược dạ dày thực quản cho 40 trường hợp bằng phương pháp phẫu thuật nội soi. Trong đó có 5 trường hợp kèm thêm bệnh lý thoát vị kheo quanh. Bệnh nhân đến từ tất cả mọi miền của đất nước. Quý vị thân mến, như đã đề cập trong chương trình hôm qua, sau 3 năm triển khai đề án phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, bước đầu đã hình thành nên những sản phẩm du lịch đa dạng và mang tính đặc thù. Vâng ạ,
Tuy nhiên thì để vực dậy tiềm năng cũng như đưa du lịch xứ Cù Lao ngày càng phát triển thì rất cần sự quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Đây là một trong số những địa điểm tham quan du lịch tại Cù Lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, được hình thành cách nay 9 năm. Với gần 1 hecta, điểm du lịch vườn dừa này được xem là khá lý tưởng tại xứ Cù Lao. Thế nhưng qua nhiều năm hoạt động, cao điểm nhất cũng chỉ đón khoảng 100 khách mỗi ngày. Ở đây là Tân Lộc nên du lịch mới bắt đầu chớm nở thôi, chứ không có bằng những địa phương như ở Cần Thơ, Phong Điền. Thì hiện tại giờ cũng nhờ địa phương chính quyền giới thiệu đến những cái công ty du lịch, những cái tour du lịch để quảng bá. Hy vọng là cái tiềm năng du lịch của Tân Lộc nó phát triển. Cù Lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt có diện tích 3.200 hecta, do nằm giữa sông Hậu là có nhiều vườn cây ăn trái và hệ thống nhà cổ hàng trăm năm tuổi, nên nơi đây được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là mô hình du lịch sinh thái cộng đồng gắn với ẩm thực đặc trưng của địa phương. Đặc biệt là những cái sản phẩm liên quan tới du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, những cái sản phẩm liên quan tới nhà vườn và vườn trái cây. Đây là những cái sản phẩm mà thu hút khách đến với địa phương thành phố Cần Thơ. Thì trong tương lai nếu mà Tân Lộc biết chú trọng đầu tư, khai thác và tạo những cái điều kiện thuận lợi thì chắc chắn đây là một cái điểm du lịch mới, hoàn toàn có thể thu hút được cái lượng khách đến rất là đông đảo. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt giai đoạn 2021-2025. Đề án do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thực hiện. Qua 3 năm triển khai đã xây dựng được tour tuyến và hình thành mô hình du lịch cộng đồng gắn kết giữa các nhà vườn. Tuy nhiên, để khai thác những tiềm năng du lịch hiệu quả hơn, cần tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm về hạ tầng giao thông cùng các sản phẩm du lịch mang tính giải trí và nghỉ dưỡng quy mô. Muốn mà phát triển được du lịch thì phải có những cái hạng mục mà đầu tư từ ngân sách nhà nước phải được thực hiện. Ví dụ như các cái bến bãi về bến tàu thuyền, bến dừng chân. Mong muốn được kêu gọi của một số cái nhà đầu tư. Tại vì ít nhất thì cũng có một vài cái doanh nghiệp lớn đầu tư bài bản vào cái những cái dịch vụ mới phát triển được. Chứ thực sự thì hiện tại thì cũng như là phát triển tự phát thôi. Muốn phát triển hoặc khơi dậy tiềm năng du lịch một vùng đất, một địa phương không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng nếu không có sự quyết tâm từ các phía và không nhận được sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp du lịch thì khó đạt được kết quả như kỳ vọng. Tuy có hơi xa trung tâm thành phố nhưng Cù Lao Tân Lộc vẫn có thể hình thành tour tuyến tham quan nếu như nơi đây có những sản phẩm du lịch hấp dẫn và một hạ tầng du lịch tốt. Thưa quý vị, hôm nay giá heo hơi ở miền Nam đã giảm mạnh 1.000 đến 3.000 đồng một ký tùy địa phương, xuống mốc 60.000 đồng một ký. Còn tại thị trường miền Bắc, Hưng Yên tiếp tục là tỉnh thu mua heo hơi cao nhất 61.000 đồng một ký. Các địa phương còn lại không thay đổi, dao động trong khoảng 59.000 đến 60.000 đồng một ký. Theo đó, thị trường heo hơi khu vực phía Nam giảm mạnh nhất, trong đó các tỉnh Tiền Giang, Long An và Sóc Trăng giảm 3.000 đồng một ký, xuống mức 54-55.000 đồng một ký. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, giá heo hơi giảm 2.000 đồng một ký, xuống còn 57.000 đồng. Sau khi hạ nhẹ giá, thương lái tại thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Bến Tre thu mua heo hơi trong khoảng 56-57.000 đồng một ký. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của một chàng trai 8X ở thành phố Cần Thơ đã bỏ việc về quê nhà, làm giàu trên mảnh đất ruộng của gia đình. Tốt nghiệp loại khá chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Cần Thơ vào năm 2010, anh Cao Hoàng Mẫn, 34 tuổi, đã tìm cho mình một công việc ổn định tại thành phố mang tên Bác. Tuy nhiên, sau 6 năm làm việc, anh Mẫn quyết định về quê tại ấp 3 xã Thế Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ để làm nông. Giai đoạn đầu, anh tham quan nhiều mô hình khắp nơi, nhận thấy trồng nhãn Ido mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Mẫn quyết định chuyển đổi cải tạo đồng ruộng của gia đình để trồng nhãn trên diện tích 2 hecta. Nói chung cũng có đam mê làm nông nghiệp, cũng yêu thích nông nghiệp nên mới quyết định là về làm vườn. Cái ưu điểm của nó thì nó ít sâu bệnh, nó phát triển nhanh, với lại mình cho trái theo ý muốn của mình được. Tức là mình muốn cho theo tháng nào thì theo ý muốn của mình, nên mình có thể mình điều chỉnh được, nên có thể mình bán được cái giá cao. Lúc đầu do chưa nắm được kỹ thuật nên thành quả đem lại từ vườn nhãn không cao và không được giá. Sợ thất bại, anh Mẫn tìm tòi kỹ thuật khuyến nông qua sách báo, internet và tham gia các lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt do Hội Nông dân xã Thế Hưng tổ chức.
Anh Mẫn cho biết cần phải nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc để nhãn phát triển, cho trái theo ý của mình để tránh được mùa mất giá. Đó là chưa kể đến những yếu tố bất lợi do thời tiết đem lại. Tích lũy học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi, vườn nhãn nhà anh Mẫn đã đem lại nguồn thu nhập ổn định. Chi phí trồng nhãn y đo thì cũng không cao lắm. Thì giá thành thì thường thường một ký nhãn mình làm khoảng chừng 5.000 ký. Nhưng mà giờ hiện tại thì giá vật tư nông nghiệp nó tăng cao nè, nó khoảng 6.000, 7.000. Rồi thì anh làm là được 30 tấn. Nhưng mình bán được 20.000 ký thì mình lãi nó cũng hơn 300. Anh Cao Hoàng Mẫn là hội viên nông dân ấp 3, thì là một cái hội viên nông dân trẻ, thì anh cũng không ngừng tìm tòi học hỏi rồi vượt qua những cái khó khăn và mong muốn làm giàu từ cái tư liệu sản xuất là đất nông nghiệp. Thì cái hiện tại thì cái mô hình sản xuất của anh là mô hình trồng nhãn y đo, thì đã mang lại được những cái hiệu quả tích cực như là góp phần ổn định thu nhập đời sống. Từ năm 2018 đến nay là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Với sự siêng năng, chịu thương, chịu khó, giờ đây anh Mẫn đã có kinh tế ổn định và hơn hết là những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất được anh chia sẻ cho bà con nhân dân cùng phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống. Và thông tin vừa rồi cũng là điểm kết trong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.